Hello, xin chào bạn quay lại kênh Lê Lĩnh Vlog của mình nha. Hôm nay mình chúc anh em xem clip vui vẻ các bạn nha. Đấy thì hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn các bạn sơn. Thì rất là lâu rồi mình đã không hướng dẫn các bạn clip nào sơn rồi. Thì hôm nay ngày nắng đẹp rồi, thời tiết nắng nóng miền Bắc đã trở lại nắng nóng rất là đẹp rồi anh em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sơn nha. Thì hôm nay mình cũng thực hiện theo một cái yêu cầu, một cái comment của một bạn có comment ở những cái clip mà hay xem mình ấy. Thì bạn ấy có comment là anh hướng dẫn sơn màu xanh titan đi. Đấy, tức là màu 3D đổi màu đấy anh em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sơn cái màu xanh xanh tím titan đổi màu theo góc nhìn các bạn nhá. Thì trên tay mình đây là cái cặp mâm. À không, mà sorry anh em, đây là cái bánh mâm của con Novo lấy ấy, con Novo 4 đấy. Thì đây cái bánh mâm này mình đã hướng dẫn các bạn sơn một lần rồi, là sơn cái màu vàng chanh kết hợp tem đấu. Đấy thì anh em nhìn vẫn là chất lượng đúng không anh em? Thì cái mâm này chỉ có để cho Linh thực hiện hướng dẫn các bạn sơn thôi, chứ không có chạy trên xe. Vì là cái mâm này là cái mâm cũ, nó đã móp méo các bạn nhá. Đấy thì mình lôi ra làm clip và hướng dẫn các bạn rất là nhiều trên cái mâm này rồi, chẳng hạn như sơn titan, những cái màu kết hợp titan từ cani lên đấy anh em. Thì đây là cái bánh mâm màu vàng chanh này. Đấy, kết hợp logo những tem đen rất là đẹp luôn anh em. Thì hôm nay Linh sẽ làm clip hướng dẫn các bạn sơn cái màu xanh tím titan theo yêu cầu của một anh em là comment các bạn nhá. Thì hôm nay Linh sẽ giới thiệu anh em một combo sơn để dành cho cái bánh, một cặp bánh mâm này tay sắt này hay là bánh chân. Sẽ gồm 6 lọ các bạn nhá. Sẽ gồm 6 lọ và Linh sẽ bán về cho anh em một cái combo này, sẽ gồm 6 lọ. Đầu tiên Linh sẽ bán về cho anh em một cái combo để anh em sơn được. Mình nhắc lại cho anh em nhá, để một combo nó sẽ gồm 6 lọ là để sơn được một cái cặp bánh mâm này, một cái tay rắc của xe xi chẳng hạn, hay là bất cứ những cái gì mà liên quan đến sắt là anh em sơn được các bạn nhá. Đầu tiên là sẽ là một lọ sơn lót này. Đấy, lọ đầu tiên là lọ sơn lót các bạn nhá. Tiếp theo là hai cái lọ màu nền. Hai màu nền đen. Đấy thì anh em phải dùng cái sơn màu xanh này, anh em phải dùng hai lọ nền đen này để cho một cặp bánh mâm và một tay rắc hay là bánh chân các bạn nha. Tiếp theo là hai lọ màu xanh tím 3D nhìn theo góc đổi màu theo góc nhìn. Đấy sẽ là 5 lọ các bạn nha. Tiếp theo là lọ cuối cùng là lọ bóng 1K anh em. Đấy, lọ bóng 1K các bạn nha. Đó thì là kèm theo một cái combo này thì mình sẽ tặng cho anh em một tờ giấy dán trà nhám nhật các bạn nha, để anh em trả nhám các bạn nha. Đấy thì làm nhắc lại với anh em là cái một cặp, một cái combo sơn hôm nay mình bán về cho anh em ấy là sẽ gồm 6 lọ, một lọ lót, hai lọ nền, hai lọ màu và một lọ bóng các bạn nha. Ok thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sơn tỉ mỉ từng bước nha. Còn em nào biết những bước sơn rồi thì anh em có thể tua nhanh qua đoạn này, nhưng mà đến lúc mà Linh lên màu đẹp thì anh em nhớ xem đừng có tua nhanh các bạn nha. Ok anh em, thì đây là cái cặp bánh mâm mà màu sơn màu vàng chanh thì các bạn nhìn thấy này, rất là đỉnh nhá, rất là đẹp này. Đó rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành sơn. Bước đầu tiên mà Linh hôm nay hướng dẫn đến các bạn ấy thì vẫn là như vậy thôi. Thì bước sơn thì sẽ gồm 4 đến 5 bước tùy từng màu sơn các bạn nhá. Thì bước đầu tiên là anh em sẽ phải sử dụng cái giấy trà nhám dãm nước này để anh em trà nhám lên cái bề mặt của cái lớp sơn cũ đi để cho nó bám với chân các bạn nhá. Thì cái phần trà nhám này thì các bạn không phải trà nhám hết phần sạch với phần sơn đi đâu, mà anh em chỉ cần trà cho về cái bề mặt này cho nó mịn và nó có phần giáp để nó bám sơn nữa các bạn nhá. Giờ bắt đầu tôi sẽ tiến hành làm bước đầu tiên anh em, là bước trà nhám các bạn nhá.
mắc màu sơn gì ấy, thì anh em có thể comment xuống bên dưới. Linh sẽ hỗ trợ các bạn những cái bước mà lên được cái màu chuẩn nhất, đẹp nhất, mà làm sao mà nó bóng bền đẹp nhất các bạn nhá. Đấy thì cái màu sơn ấy thì sơn một màu như này thì nó rất là đơn giản thôi. Còn nếu mà sơn tem đấu thì nó sẽ nhìn nhàng hơn. Còn nếu là anh em nào mà chưa biết đến cái phần sơn tem đấu thì anh em có thể kéo xuống những cái phần video bên dưới. Mình có để rất là nhiều cái video mà hướng dẫn các bạn sơn tem đấu từ đi lúc đi Indo về này, hay là ở Việt Nam thì mình Sài Gòn, Hà Nội mình đã làm rất là nhiều clip về sơn rồi. Đấy thì clip mình đã sẽ hướng dẫn các bạn sơn xong cái phần này rồi các bạn nhá. Đấy thì anh em nào muốn thay đổi màu ấy thì anh em cứ liên hệ mình thì mình sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiệt tình luôn. Màu gì cũng sơn được các bạn ạ. Rồi, thì clip tớ xin dừng đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Goodbye. Ok các bạn nhá. Đây sau cái lớp phủ bóng cuối cùng thì mình đã cho anh em thấy là cái độ bóng lồng lộn của nó đây, trên tay mình đang cầm đây. Đấy thì là cái bộ sơn hôm nay mình giới thiệu anh em ấy là cái combo và sơn để thành cái màu xanh tím titan. Đấy thì đổi màu cho các bạn nhìn các bạn nhá. Nếu như các bạn nhìn thẳng như này có thể là ở trong ống kính thì mình không biết, nhưng mà nếu mà các bạn nhìn thẳng thì thường thường nó ra màu xanh. Còn anh em nhìn nghiêng thì nó sẽ ra màu tím các bạn nhá. Đấy thì gọi hay gọi anh em còn gọi là màu 3D đấy. 3D ấy, xanh tím titan anh em. Đó, rất là đẹp luôn các bạn nhá. Đấy thì là cái sơn như lúc đầu mình nói rồi thì các bạn cứ làm đúng bước cho mình là được. Còn nếu như anh em nào mà chưa biết cách sơn những màu gì, hay là anh em có thắc mắc màu sơn gì ấy, thì anh em có thể comment xuống bên dưới. Linh sẽ hỗ trợ các bạn những cái bước mà lên được cái màu chuẩn nhất, đẹp nhất, mà làm sao mà nó bóng bền đẹp nhất các bạn nhá. Đấy thì cái màu sơn ấy thì sơn một màu như này thì nó rất là đơn giản thôi. Còn nếu mà sơn tem đấu thì nó sẽ nhìn nhàng hơn. Còn nếu là anh em nào mà chưa biết đến cái phần sơn tem đấu thì anh em có thể kéo xuống những cái phần video bên dưới. Mình có để rất là nhiều cái video mà hướng dẫn các bạn sơn tem đấu từ đi lúc đi Indo về này, hay là ở Việt Nam thì mình Sài Gòn, Hà Nội mình đã làm rất là nhiều clip về sơn rồi. Đấy thì clip mình đã sẽ hướng dẫn các bạn sơn xong cái phần này rồi các bạn nhá. Đấy thì anh em nào muốn thay đổi màu ấy thì anh em cứ liên hệ mình thì mình sẽ hỗ trợ các bạn rất là nhiệt tình luôn. Màu gì cũng sơn được các bạn ạ. Rồi thì clip tớ xin dừng đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Goodbye.